Một đất nước đang vươn mình đi tới sự giàu mạnh, phồn vinh. Một doanh nghiệp đi lên bằng khát vọng kiến tạo những biểu tượng hạnh phúc. Từ lĩnh vực đầu tư tài chính, phát triển bất động sản, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khai thác và vận hành dịch vụ khách sạn, xử lý các vấn đề về môi trường. Được thành lập tháng 7 năm 2006, Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương APEC Group đã khởi đầu cho một hành trình mang tên Hạnh Phúc. Năm 2009, APEC Group niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán với mã chứng khoán API. Năm 2010, APEC khởi công dự án APEC ngã ba Bắc Nam Gia Sàng, Thái Nguyên, chính thức gia nhập thị trường bất động sản. Những năm tiếp theo, APEC Group tiếp tục khẳng định tiềm lực tài chính và vị thế doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản khi khởi công hàng loạt dự án. Khu dân cư APEC Túc Duyên, Thái Nguyên, cụm công nghiệp vừa và nhỏ APEC Đa Hội, Bắc Ninh, khu công nghiệp Điềm Thụy, Thái Nguyên, APEC Ron Park, Huế, APEC Ron Park, Bắc Ninh. Năm 2018 có thể được coi là một năm bản lề cho sự chuyển mình của APEC cả về chất và lượng khi khai trương khách sạn 5 sao đầu tiên, Mandala Hotel and Spa Bắc Ninh, khởi đầu trong một lĩnh vực kinh doanh mới, khai thác và vận hành dịch vụ khách sạn, đồng thời chung đấu giá hàng loạt các dự án lớn APEC Aquapark Bắc Giang, APEC Mandala Wingham Phú Yên và đưa tổng tài sản của công ty lên hàng ngàn tỷ đồng. Với lộ trình đa dạng hóa trong nhiều lĩnh vực hoạt động, hiện APEC Group có 5 công ty thành viên với sự thống nhất cao về chiến lược, mục tiêu phát triển và có sự linh hoạt trong phát triển hoạt động kinh doanh. APEC Group tin tưởng rằng thành công của một doanh nghiệp được khởi nguồn từ một chiến lược kinh doanh có tâm và có tầm, nhằm tối đa hóa lợi ích của tất cả các thành viên trong công ty, các cổ đông, khách hàng và đối tác, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Vì thế, chúng tôi lấy con người làm trung tâm của sự phát triển bền vững, lấy chữ tín là trọng tâm của sự trường tồn và coi sáng tạo đổi mới là nhân tố sống còn của doanh nghiệp. Với triết lý kinh doanh là phụng sự, APEC Group luôn nỗ lực mang đến những lợi ích cao nhất cho khách hàng, cổ đông, cán bộ nhân viên và xã hội, góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn vì một ngày mai tươi sáng hơn. Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư phát triển bền vững, APEC Group đặt quyết tâm chiếm lĩnh thị trường bất động sản với mục tiêu kiến tạo nên những biểu tượng thượng lưu mới. Song song với hoạt động đầu tư bất động sản, APEC Group bắt tay các thương hiệu quản trị khách sạn hàng đầu thế giới như Swiss Spirit Hospitality, Wyndham Hotel Group để quản lý và vận hành chuỗi khách sạn mang thương hiệu Mandala. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính tích lũy các tài sản giá trị thông qua chiến lược M&A, đầu tư lâu dài vào các công ty có giá trị và tiềm năng, xây dựng các khu công nghiệp tại các địa phương có nguồn nhân lực dồi dào, hạ tầng hoàn chỉnh, chú trọng vào công nghệ xử lý các vấn đề về môi trường và ứng dụng vào tất cả các dự án mà công ty đang phát triển. Doanh thu năm 2018 của APEC Group đạt gần 900 tỷ đồng, tăng 317% so với năm 2017. Mục tiêu đến năm 2020, APEC Group nằm trong top 10 nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam và đạt doanh thu 10.000 tỷ đồng. Đến năm 2025, đạt 1 tỷ đô la Mỹ. Là dự án căn hộ khách sạn đầu tiên đi vào vận hành của tập đoàn APEC, APEC Ron Park Bắc Ninh tọa lạc tại vị trí vàng trên trục đường Kinh Dương Vương, thành phố Bắc Ninh với quy mô 0,7 ha, tổng giá trị đầu tư 700 tỷ đồng. Nằm tại trung tâm khu B, khu đô thị mới An Vân Dương, Ron Park Huế có tổng diện tích 34,7 ha, tổng giá trị đầu tư 10.000 tỷ đồng. Với mục tiêu xây dựng cụm công nghiệp Resorts, cụm công nghiệp dịch vụ làng nghề APEC Đà Hội được quy hoạch bài bản là sự kết hợp giữa mô hình cụm công nghiệp và đô thị xanh, rộng 34,5 ha, mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng. Dự án tọa lạc tại làng Đa Hội, phường Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh.
là một biểu tượng thượng lưu mới của Bắc Giang. APEC Aquapark tọa lạc tại vị trí vàng trên trục đường Nguyễn Văn Cử, ngay giữa trung tâm thành phố Bắc Giang. Dự án có quy mô 8.927 m², tổng giá trị đầu tư 1.600 tỷ đồng. Dự án APEC Manala Winha Phú Yên, tâm điểm tại thị trường bất động sản miền Trung, tọa lạc tại vị trí đắc địa trên đại lộ Hùng Vương. Dự án có quy mô 10.570 m² với tổng giá trị đầu tư 1.100 tỷ đồng. APEC Mandala Winha Mũi Né có quy mô khoảng 4,5 hectare, vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 2.800 căn hộ condotel với 100% căn hộ đều hướng biển. Nằm sát công viên biển Ninh Chữ với tầm nhìn view biển tuyệt đẹp tại vị trí đắc địa nhất của thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, APEC Dubai Ninh Thuận có quy mô 2,2 hectare với tổng mức đầu tư dự kiến 2.000 tỷ đồng. APEC Lạng Sơn tọa lạc tại 85 Lê Đại Hành, thành phố Lạng Sơn, quy mô dự án 5.701,7 m² với thiết kế 30 tầng, tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng. Với quy mô hơn 40 ha, giai đoạn 1 rộng 4,2 ha, tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng, dự án Hòa Bình Paradise Resort sẽ là điểm then chốt tạo nên sự đẳng cấp và khác biệt của dự án. Dự án APEC Mandala Officetel Hải Dương có quy mô gần 300 căn hộ với tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng. Song song với hoạt động kinh doanh bền vững, tập đoàn APEC tiếp tục hành trình hạnh phúc, tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng để cùng nhau mang đến thêm nhiều niềm vui, sự lạc quan và tin yêu cuộc sống cho những hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước, như trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, xây dựng tủ sách tại các lớp học, trường học, trao quà, áo ấm cho các học sinh nghèo, hiến máu nhân đạo. Bằng các hoạt động thiện nguyện, tập đoàn APEC đang lan tỏa yêu thương cùng với các doanh nghiệp khác tại Việt Nam, chia sẻ trách nhiệm xã hội của mình với cộng đồng. APEC Group, vì một xã hội khai sáng.